cái này 6 tấn. Đơm phát chết. Không, không, chẳng có gì HD được. Đấy mới đau chứ. Không quay được HD mới đau. Đau nhất là không quay được HD. Chụp hình không thì chụp được HD luôn. Đấy mới đau chứ. Nó rẻ thôi. Con nhỏ rẻ. Chứ sao nhiêu rẻ? 250. 250 bạn. 250 bạn, máy quay nó 95 bạn. Mà quay được HD à? Được một chiếc 480 thôi. À, nhưng ấy ra nó tỷ lệ HD đúng không? Ừ. Cái này không phải tỷ lệ luôn, tỷ lệ không được HD nữa. Và có máy của ông Thảo đây, máy lớn của anh kìa, máy Sony lớn đó. Quay được HD 1080 luôn. Cái Next 5. Nhưng mà chỉ có Next 5 với Panorama được thôi. Dạ. Không có làm được. Thì Next 3 rẻ nhiều. Nhìn đảo này mỗi tuần. Next 5 486 bạn một cái mà. Ủa, trời, này không bật flash, Thảo nào? Che. Yeah. Làm cái tự động mềm thôi.